Chi tâm đảnh lễ Nam Mô Tằng Hư Không Thiên Pháp Giới Hoa Hiền Vị Lai Thập Hướng Chư Phật Tôn Pháp Hiền Thánh Tăng Thường Trụ Tam Bảo. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Tằng Hư Không Biên Pháp Giới Hoa Hiền Vị Lai Thập Phương Chư Phật Tôn Pháp Hiền Thánh Tăng Thường Trụ Tam Bảo. Chi tâm đảnh lễ Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Điều Ngự Hồn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Đương Lai Hà Sanh Di Lặc Tôn Phật Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Đại Hành Phổ Hiền Bồ Tát Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát. Chi tâm đảnh lễ Nam Mô Tây Phương
thế giới đại từ đại bi a di đà phật, đại bi quang thế âm bồ tát, đại thế chí bồ tát, đại nguyện địa tạng vương bồ tát, phước trí nhị nghiêm thân tình đại hải chúng bồ tát. Pháp vương vô thượng tôn tam giới vô lung thất, tiên nhân chi đạo sư tư sanh chi từ phụ ư nhất niệm quy y năng diệt tam kỳ nghiệp, xứng dương nhược tán tháng ức kiếp mạc nắng tầng. Năng lễ sơ lễ tinh không tịch, cảm ứng đạo giáo năng tứ nghị, ngã thứ đạo tràng như đế châu, thập phương chư Phật năng hiện trung, ngã thân anh hiện chư Phật tiền đạo diện, tiếp tục quy mạng lễ. Hồi thường Phật Bồ Tát, Nam Mô Đại Bi Hòa Thượng Phật Bồ Tát.
Ngài đại bi tâm đà na ni nam mô a di đà phật 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 a di đà
tăng nam tham hiếu tăng bồ đề cụ chi nam đề tha an kế lệ chư lệ chúng đệ ta ba kim chúng tăng đại chúng đệ duyên hiện từ bi tùy gia hộ tăng đa nằm tham hiệu tam bồ đề cụ chi nam an